Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2024 với chủ đề giảm dấu chân carbon hướng tới net zero, tối qua trên các tuyến phố của thành phố Biên Hòa, người dân đã thực hiện tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20:30 đến 21:30 nhằm lan tỏa tinh thần sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính. Đây là việc làm thiết thực để bảo vệ trái đất, ngôi nhà chung duy nhất của mọi người. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự. Biết về chiến dịch giờ trái đất năm 2024, đúng 20:30 phút tối qua, anh Nguyễn Anh Vũ, chủ kinh doanh chuỗi gà tìm nhà đôi trên địa bàn thành phố Biên Hòa, đã chủ động đi kiểm tra và tắt các thiết bị điện không cần thiết tại cơ sở kinh doanh của mình. Theo anh Vũ, dù là hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày, song có thể mang lại hiệu quả cao, góp phần tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động tiêu cực đến môi trường, nhưng trước hết là giảm chi phí kinh doanh tại cơ sở. Đó là hưởng cái chiến dịch giờ trái đất. Cho nên là tôi và cơ sở kinh doanh của tôi cũng thực hiện cái chiến dịch đó, cũng giảm, cũng tắt tối đa các thiết bị điện không cần thiết. Thứ nhất là để tham gia cùng chiến dịch, thứ hai nữa là cũng tiết kiệm được cái chi phí phần nào đối với cơ sở kinh doanh của tôi. Và tôi cũng muốn làm như vậy, ngầm muốn truyền tải cho tới tất cả mọi người để cùng tham gia, cùng thực hiện nhằm tiết kiệm được chi phí sinh hoạt hàng ngày và tiết kiệm được tài nguyên cho quốc gia. Để chiến dịch này không chỉ dừng lại ở 60 phút tắt các thiết bị điện mà được lan tỏa sâu rộng đến đời sống, sinh hoạt hàng ngày của mọi tầng lớp nhân dân, thì công tác tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp hình thành thói quen tốt về tiết kiệm điện tại gia đình và đơn vị là rất cần thiết, mang lại hiệu quả cao. Năm nay là tôi mới nghe là cái thông tin này là cái tiết kiệm cái giờ trái đất đó, cái là rất là hữu ích. Ở đây là từ hôm nay tôi sẽ tập có thói quen. Đây là tôi và hướng dẫn cho những người trong gia đình, bạn bè sẽ tiết kiệm cái năng lượng của bên điện, hay là tiết kiệm cái chi phí sinh hoạt trong gia đình hàng ngày, kể là tiết kiệm cái năng lượng của quốc gia, rất là hữu ích. Trước đó, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ phát động chiến dịch giờ trái đất năm 2024, quy tụ khoảng 200 cổ động viên là các đoàn viên thanh niên Sở Tài nguyên Môi trường, các cơ quan đơn vị và người dân thành phố Biên Hòa cùng đạp xe diễu hành trên các tuyến đường của thành phố Biên Hòa nhằm nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chiến dịch giờ trái đất năm nay lan tỏa tinh thần sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính đến mọi hoạt động sử dụng năng lượng. Đặc biệt với mỗi cá nhân, có nhiều cách đơn giản để chúng ta thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, từ đó hình thành thói quen tiết kiệm điện trong đời sống và sinh hoạt hàng ngày. Chiến dịch năm nay truyền đi thông điệp cùng hướng tới một nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua áp dụng các giải pháp dựa vào thiên nhiên, giảm thiểu phát thải, chuyển đổi năng lượng tái tạo trong các lĩnh vực, đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ nhằm giảm áp lực lên môi trường tự nhiên. Sau một giờ tắt đèn hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất 2024, từ 20:30 đến 21:30 ngày 23 tháng 3, 2024, cả nước đã tiết kiệm được sản lượng điện là 428.000 kWh, tương đương số tiền khoảng 858 tỷ đồng.